Giờ mình nó mới đẻ xong các bạn ạ. Thì trước khi nó đẻ là nó chảy cái dịch nhầy trắng ở trong, nó chảy như dịch nhầy trắng ra, và nó biểu hiện nó kêu la, nó cào nền chuồng. Thì khoảng 15-20 phút sau này nó sẽ đẻ. Giờ thì nó đẻ sẽ lòi cái chân ra trước nha các bạn. Và sau khi đẻ thì mình cũng không có vội vàng gì ha, không vội vàng gì cả. Thì hồi giờ mình á thì mình đỡ theo cái nguyên lý tự nhiên, mình chỉ móc cái do con mà sau khi sinh ra mình dùng khăn mình tẩm chút nước muối, mình móc cái họng với lâu cái lỗ mũi nó đi, nó cho nó thở được. Rồi con nào nó khỏe thì nó tự thở, cũng mình cũng không cần can thiệp. Còn những cái dịch nhầy của nó ha, cái dịch nhầy trên lông của nó, một số bạn là vội vàng lâu thì cũng được thôi, nhưng mà không nhất thiết không, tại vì cái dịch nhầy của nó là chút nữa do mẹ này nó khỏe lại thì nó sẽ liếm cái dịch đó. Liếm dịch đó thì thứ nhất là nó sẽ tăng cái tính thương con của nó. Nó tạo cái mùi nó thương con với nó. Thứ hai nữa là cái dịch đó nó cũng góp phần trong cái việc cung cấp protein tạo sữa cho do mẹ. Nguyên lý tự nhiên nó đã dễ rồi, các bạn không có lo ha. Thậm chí có nhiều con dơ mẹ nó còn liếm, nó ăn lại cái nhau của nó nữa kìa. Đấy. Để các bạn cứ đỡ tự nhiên thế này. Cái dây rúng đó thì cũng không có sao đâu không. Khi nào nó thấy nó dài quá thì mình cắt ngắn đi. Đoạn khoảng thừa ra khoảng 2 cm, sau đó dùng chỉ, dùng cồn thì chấm lại. Tùy dơ dơ nó nhát thì mình khác ha. Giờ này nó nhát mà mình tới mình đụng chạm vô con nó nhiều quá thì nó sẽ sợ, nó chạy đi thì nó sẽ bỏ con nó luôn ha. Rồi mình nó không có nhận con nó thì mình rất là khổ sở đó, mà chăm con đó mình cứ đỡ tự nhiên vậy, nó có thể nó sẽ bị nó đẻ thêm một con nữa, nó không có vội gì đâu. Giờ con thì nó sẽ tự bươn, nó tự cứng dần dần, nó sẽ đứng dậy, nó sẽ kêu rồi nó sẽ kích thích con mẹ, nó đến nó chăm con. Các bạn cứ đỡ theo tự nhiên như vậy. Cái trường hợp chúng ta can thiệp là do nó yếu quá, nó không tự bung cái màng bọc ra, hoặc do mẹ nó yếu nó không có đẻ được thì mình mới can thiệp. Đó, mới đẻ nó vẫn còn yếu không, nó ráng sức của nó đẻ nó sẽ kiệt sức, nó rất là mệt, nó cần thời gian để nằm một chút. Rồi chút nữa nó sẽ dậy nó liếm con nó đó. Khi con nó kêu như vậy thì nó sẽ phản ứng lại không, nó sẽ kêu lại, giờ da nó chưa chưa khỏe đâu. Chút nữa nó khỏe thì nó sẽ đến nó liếm con nó đó. Khi mà liếm con nó thì con nó sẽ đứng lên là tập bú, vậy nó mới tăng cái tính thương con, nó mới dễ nuôi. Chứ còn các bạn can thiệp sâu quá thì nó sẽ bỏ con nó không cho bú, các bạn rất là vất vả. Đấy, thì trong tự nhiên cũng vậy, con dơ nó không có cần con người hay can thiệp như gì nhiều đâu, nó sẽ tự biết cách nó chăm con đó. Mình nuôi con dơ là phải thuần tự nhiên, phải theo cái tự nhiên của nó. Trường hợp mà dơ nó không sinh được không, nó khó sinh, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nó trở dạ mà nó không có sinh được á, nó khi mà nó lòi cái chân ra rồi mà nó sinh không được á, thì các bạn sẽ tiêm cho nó oxytocin nha, một ống oxytocin kích thích cho nó tăng cái co bóp của cơ trơn, mở cái nó mở khung xương ra cho nó dễ đẻ hơn. Con này thì chắc đẻ một con rồi, nó lòi cái bọc ói ra rồi, giờ con khá là to. Bây giờ nó quay là nó liếm, nó tự xé cái bọc ói nó kìa, nó tự nhiên như vậy đó. Giờ thì nó sẽ mình vừa nói lại quy trình mang thai của nó ha. Khi mà giờ nó đủ tuổi ha, hoặc là đúng cái chu kỳ nó động dục á, thì con giờ đực nó sẽ hử mùi nước tiểu của con giờ cái, và tự con giờ đực nó sẽ biết cái thời điểm nào để mà nó nhảy đực, nó theo nó nhảy đực 1-2 ngày như vậy.
Khi nó nhảy được rồi thì mình biết đậu hay không đậu là sau 21 ngày ha. Sau 21 ngày mà nếu con dơ đó nó chịu được lại, đó là nó chưa thụ thụ tinh được, nó chưa đậu thai. Đó, quy trình động dục của nó 21 ngày. Nó sẽ tiếp tục nhảy đến khi nào mà các bạn đang que 21 ngày mà nó không có chịu được lại ha, 1 tháng, 2 tháng. Que 1 tháng mà nó không chịu được lại, đó là nó đã mang thai. Và dơ nó mang thai là tầm 5 tháng ha, trung bình là 5 tháng nó sẽ đẻ. Có 150 ngày á. Nó có dao động ha, có thể 145 đến 155 ngày tùy con. Và khi mà dơ nó nhảy được á thì các bạn chú ý ghi lại cái điểm thời gian mà dơ nó chịu đực, ghi lại cái ngày ha, cái khoảng thời gian mà nó chịu đực để chúng ta dự sinh cho nó chính xác. Dự sinh là để chia các bạn biết không, mình thứ nhất là mình kiểm soát về cái quá trình mình tiêm thuốc ha. Ví dụ như nó có vấn đề xảy ra gì bệnh tật thì mình sẽ dựa vào cái thai già thai non á để mình tiêm cái liều lượng thuốc cho nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là mình dự đoán được cái ngày sinh thì mình sẽ chuẩn bị được nhiều thứ ha, chuẩn bị các cái dụng cụ vật tư, một số cái kiến thức để chúng ta, ví dụ như chuồng chuồng sưởi ấm này, ví dụ như lọc cho mùa mưa á thì chúng ta phải chuẩn bị cái chuồng sưởi ấm, rồi chuẩn bị sữa nếu mà dơ nó thiếu sữa, hoặc là hai cái tháng cuối của chu kỳ mang thai á nó cần rất nhiều dinh dưỡng, các bạn bổ sung thêm cho ăn thêm cám. Đấy là cách mà chúng ta chăm cho con sau sinh ha. Sau khi sinh thì cứ đỡ tự nhiên nha các bạn. Cho con sau khi sinh thì các bạn chú ý này, sau khi sinh là nó sẽ tìm vú mẹ nó bú, không nó bú thì nó sẽ kích thích, nó bú được cái sữa đầu do mẹ thì nó sẽ tăng sức đề kháng lên. Đấy, nó tăng sức đề kháng và nó cung cấp cái dưỡng chất để nó phát triển. Và giai đoạn này thì các bạn chú ý này, thứ nhất là do mẹ sẽ thiếu sữa, trong quá trình mang thai do mẹ nó bị suy dinh dưỡng ha, hay nó bị bệnh thì nó dẫn đến là cái chuyện nó thiếu sữa. Thiếu sữa thì nó không có đủ cung cấp cho con, hoặc nó thậm chí nó không có sữa luôn. Thì các bạn phải chú ý ha. Do con nó khi mà nó bú á, nếu mà có sữa thì nó sẽ vẫy đuôi ha. Nó sẽ vẫy đuôi. Và nó không có le. Còn mà do mẹ thiếu sữa thì do con nó bú nó sẽ le. Đó. Các bạn chú ý ha, nếu mà không có sữa mà các bạn cứ cứ bỏ bơ ha, do mẹ không có sữa mà các bạn không quan tâm cho con, là do con trong vòng một ngày nó thiếu sữa là nó sẽ yếu nha các bạn, nó sẽ không đủ dinh dưỡng là nó sẽ chết á. Thành ra nếu mà do mẹ nó không có sữa là các bạn phải cho do con bú sữa ngoài, các bạn dùng sữa bò không đường á, các bạn hâm lên, hâm cho nó ấm rồi cho do con bú. Bên cạnh cho con bú thì các bạn cứ tập cho nó núp vú mẹ không. Trong kênh mình có hướng dẫn cách chăm cho con sau sinh mà trường hợp bị non bị yếu sinh ba đó, các bạn kéo xem cái video đó mình có hướng dẫn cụ thể cái cách rồi. Đấy, còn một chú ý nữa là sau khi cho con nó sinh được 2 3 ngày á, nó bắt đầu nó ỉa phân su ha. Cái phân của nó ỉa phân su thì cũng như trẻ em để ỉa phân su đâu, ỉa chỉ màu vàng, cái phân nó màu vàng thì các bạn đừng có lo lắng không, đó tại vì cái đó là cái phân su là nó như vậy thôi chứ nó không phải ỉa chỉ đâu. Sau 2 ngày đến 3 ngày thì bắt đầu phân nó sẽ khô lại. Các bạn chú ý là một số giờ con cái phân nó dính dính đít nha, cái phân dính đít và nó dính luôn cái đuôi luôn, nó bị bịt luôn cái đường ỉa của nó. Thì một số giờ mẹ nó chăm con tốt là nó sẽ biết cách nó cắn nó phá ra để không có bị tắc đường ỉa, nhưng mà một số con thì nó sẽ bị cái phân nó bị dẻo, bị dính đó, dính cái đuôi á. Các bạn chú ý là kỵ ra ha, dùng nước nước ấm chúng ta ngâm, rồi chúng ta dùng các cái dụng cụ kéo banh chúng ta tách cái phân mà dính đít ra để cho con nó ỉa cho nó dễ. Đấy, còn chủ yếu của cho con là nó dùng sữa mẹ nha các bạn. Khi nào nó có biểu hiện đau bệnh thì mình mới dùng thuốc, mà mình dùng thuốc phải cẩn cẩn thận.
Thứ hai nữa là một số các bạn hỏi là có cần tiêm, do con mới sinh ra có cần tiêm thuốc gì hay không, thì không nhất thiết nha các bạn, không nhất thiết, quan trọng là cứ dinh dưỡng sữa cho nó uống đã. Rồi sau một tháng thì chúng ta sẽ tiêm một số loại thuốc bổ ha, như là Gatosan, canxi B12 hoặc là LDE B-complex gì đó, thì tùy, thì khi đó thì mình sẽ hướng dẫn bạn thêm cách nó chăm dưa con, tại vì dưa con nó mình còn căn cứ vào dưa con nó mập, nó ốm và nó chậm phát triển hay không nữa. Nhưng nhiều khi dưa nó cũng không cần thiết phải tiêm nhiều đâu, cứ để tự nhiên của nó, cái quan trọng là ăn uống cho đầy đủ dinh dưỡng là nó khỏe. Đấy, đấy là một số kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho các bạn về cái cách chăm dưa mẹ, dưa con khi sinh. Đấy. Mình đỡ nó tự nhiên vậy ha, không có gì lo lắng hết. Đó, bây giờ cái bọc ối nó ra rồi đó, thì sáng nay là trời nó ấm, nó có ánh sáng nó vào, do con nó cũng không có bị lạnh nên là mình không có can thiệp. Chứ nếu mà nó sinh ban đêm á thì mình sẽ dùng bóng sưởi ha, mình sưởi cho do con nó không có bị lạnh. Đó, bây giờ do con đó, các bạn thấy bây giờ mẹ bắt đầu nó liếm này, nó liếm bọc ói, nó liếm cái bọc mà chị bọc nhớt đó. Đó, nó liếm như vậy nó mới thương con nha các bạn. Các bạn dùng khăn mà lâu là các bạn sai lầm á, như lúc nãy mình nói đó, nó liếm như vậy là cả hai công dụng, một là nó thương con, hai nữa là trong cái bọc ối nó có nhiều cái dưỡng chất, cái dưỡng chất đó nó có thể cung cấp để mà tăng cường quá trình tạo sữa. Đấy, cái hai công dụng như vậy. Một số bạn mới nuôi dơ thì lo lắng dơ con để không biết làm cách gì, thì mình sẽ chia sẻ như trên đó. Đó. Rồi dơ con nó sẽ tập bú ha, nó tập đứng, dơ mẹ nó sẽ liếm, rồi dơ con nó sẽ biểu hiện nó đi tìm vú, nó bú, nó như vậy nó mới kháng khích tình thương. Đấy. Đó, mình cũng nhắc lại là ví dụ như trong cái chuồng dê nó sinh á, ví dụ như có những con nó sinh ba ha, có những con sinh ba, con sinh ba thì các bạn lấy cái con sinh ba đó, các bạn vừa cái dùng cái nhau của con dơ nó mới sinh một này, con dơ sinh một này dùng cái nhau của con dơ sinh một á, các bạn dùng rượu các bạn phun lên cho con dơ sinh ba ha, dơ con sinh ba đó các bạn phun khử mùi nó, xong các bạn dùng cái nhau này này, dùng cái nhau của con dơ mẹ đây này, các bạn phủ lên mình con dơ con đó, phủ lên, đặc biệt là lấy cái nhau lâu phần hậu môn cũng do con á, rồi tập ghép cho nó bú với dơ mẹ này, đỡ dơ mẹ nó nhận nó nuôi chung luôn, tại vì dơ mình sinh ba các bạn nó khó nuôi, nuôi sữa ngoài thì rất là tốn kém và nó cũng dễ chết nữa. Những con dơ như thế này nó dư sức để nó nuôi hai con này. Đó, đây nó to, nó đẻ con dơ con to quá. Đó là một số kinh nghiệm mình giới thiệu cho các bạn ha. À, xin chào và hẹn lại những clip sau nha. Chúc các anh em chăn nuôi dê thành công.